ốm, nếu thấy ốm nặng ấy thì hãy nghỉ, còn nếu mà thấy ốm nhẹ thì hãy cardio bình thường mà ăn, còn tập thì chưa cần. Chào mừng đến với một ngày mới, với ngày chủ nhật của bọn mình. Xin giới thiệu với các bạn vừa xem đoạn B-roll đấy là giới thiệu về cái bàn của mình. Hôm trước mình có hỏi các bạn là mình mua cái bàn nào không? Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, khi các bạn luôn luôn cho mình những gợi ý là bàn mua ở đây thế này kia, có nhiều bạn comment hẳn cái link cho mình luôn. Mình đã xem qua rất nhiều và mình cảm ơn các bạn về cái những sự gợi ý như thế, nhưng mà sau khi một cái thời gian ấy, mình ngồi mình suy nghĩ là nên mua cái loại bàn nào cho hợp lý. Thì mình nhìn cái góc tường của mình ấy thì mình cảm thấy là cả một cái góc này nếu mà mình chỉ xếp một cái bàn nó gọi là có sẵn ấy thì nó sẽ không vừa đủ, và rất là kiểu mấy cái chỗ trống ở bên ngoài ấy nó sẽ rất là thừa. Và kiểu lúc đấy mình cảm thấy là tại sao mình không tận dụng nữa. Nên là mình có nhờ một người quen làm ở bên ngành đấy, nội thất này thì mình mới nhờ chú ý đóng một cái bàn mà nó làm sao nó khép kín được cả cái chiều dài như này. Và thực sự rất là tiện, cái mặt bàn này nó không cần quá rộng này, rất là thoải mái, và thậm chí là nó dài ấy, để mình có thể đây là chỗ làm việc của mình này, đây là việc chỗ chung này, hoặc là của anh Việt nếu mà anh Việt về đây làm. Rồi để mọi chỗ ấy nó rất là sáng. Và ở đây các bạn có thể thấy là mình ngồi mình có thể nhìn ra quang cảnh xung quanh. Còn bây giờ là kiểu 11, 12 giờ, 1 giờ chiều ấy, nó khá là nắng nên mình kéo cái rèm xuống để nó đỡ chói thôi. Thực ra là buổi tối ấy, ngồi làm việc rất là thoải mái, hay kể cả buổi sáng nó nắng chiếu vào đấy thì nó hơi đau mắt. Nên là đây một cái chỗ làm việc rất là thoải mái với bọn mình. Còn hôm nay các bạn thấy rồi đấy, một ngày chủ nhật là ngày cực kỳ bận bịu với các khách hàng online coaching của mình. Và nói đến thôi chứ đôi khi ấy, mình có những cuộc trò chuyện lên tận hơn 30 phút, 35 phút, 40 phút. Những cuộc trò chuyện đấy với khách hàng nó lại cho mình thêm cái góc nhìn của cuộc sống, cho mình hiểu hơn về họ, cho mình hiểu hơn về những cái thói quen của họ, để làm sao mình có thể quyết định những cái chương trình nào phù hợp với họ nhiều hơn. Và đôi khi nó không nhất thiết là cứ phải về tập luyện đúng không? Đôi khi chúng ta chỉ còn là ngồi chat phiếm, tạo một cái gì đó niềm vui với nhau trong cuộc sống, và mình rất thích cái đấy. Nên là nếu các bạn nào muốn làm việc với mình, email liên hệ an.huyen.coaching@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm nốt, mình nghĩ mình sẽ phải làm nốt hoàn thiện hết tất cả những cái chương trình cho các khách hàng của mình. Hiện tại mình đang có tận hơn 20 khách hàng đấy, và để hoàn thành cho mọi người như thế thì ngày mai mình sẽ lại phải ra Hà Nội, và tuần sau cái lịch làm việc của mình khá là dày đặc, mình sẽ bay vào Sài Gòn nữa. Nên là thôi, đấy, phải hoàn thành hết trong ngày hôm nay để không tổ động sang hôm sau. For you baby, don't know how you make me feel this way, but can I say this one like about you? So dangerous, I get this rush when I'm with you. Có hướng một chút để rủ các bạn đi cho bạn đi thăm. Thực ra các bạn thấy mình hay ở một ngôi nhà có đùm có đoàn, nhưng đấy là nhà mới của mình, và nhà mình mới chuyển tới được 1 năm. Còn hầu như là đây là cái neighborhood, cái khu mà mình hay ở.
đây là trường mẫu giáo của mình ngày xưa. Ở đây rất là nhiều cái kỷ niệm của mình ấy, nào là trốn nhà đi chơi điện tử, lấy tiền bố mẹ xong bị bố mẹ bắt được, lấy tiền bố mẹ đi ra có một cái đường á, được chưa, một cái đường ở đây, xong kiểu cái thời mà nó vẫn còn cái xếp đá lên một ngày, xong rồi kiểu hôm sau người ta mới dùng xe lu người ta gán á, mình mang tiền ra đấy mình giấu mẹ ở đây, sau sau ra quên không biết mất đâu rồi, không tìm được. Thế là ở đây luôn là có một cái chỗ mà cái chỗ này là ngày xưa kiểu nó có một cái cống ấy, kiểu toàn nhỉ, đi theo mấy thằng chú xong rồi kiểu nhìn thấy bọn nó nhảy qua được cái cống ấy. Cống chắc là từ bằng đây ra đây à? Ờ. Đấy, ngày còn nhỏ cái tí. Lúc đấy mình mới có 6 tuổi. Mình 6 tuổi, mấy ông mới 7, 8 tuổi đấy. Thấy mấy ông nhảy đường nhảy bùm phát. Rồi bóp ra của mẹ sư. Nhưng mà thực ra là đấy cũng một kỷ niệm rất là hay. Bây giờ mình lại mình nghĩ rất là nhiều cái hay ho. Ok không? Dưới nút chứ nhờ? Vâng. Em nhá. Ở đây kiểu như mình sống từ hồi bé tí ấy, giống như kiểu là sinh ra luôn ấy. Đây là cái nhà mình này, nhà bà. Ui, ngồi đây chơi tí. Đôi khi á, nó thấy giống như kiểu là nơi đây là nơi mà mình thấy nó có rất nhiều kỷ niệm mà mình không muốn rời đi. Thực sự là với mình ấy, nhà nó sẽ là một nơi chứa nhiều kỷ niệm, một nơi kiểu nó lưu giữ tất cả những cái khoảnh khắc của mình từ khi nhỏ lớn lên ấy. Ờ thì rồi cuộc đời nó phát triển rồi mình cũng phải move on ấy, mình kiểu phải rồi cũng phải rời đi, cũng phải chấp nhận. Nhưng mà có những cái quá khứ ấy mà nó còn rất là tồn đọng trong ký ức của mình, và đặc biệt là một đứa như mình ngày xưa có một tuổi thơ rất là dữ dội. Có những thời mà kiểu bố mẹ mình lùa quanh đường hay dùng roi da, à không phải roi da, giấy điện lùa. Tuy là hồi nhỏ mình có bị kiểu, mình thấy là hồi nhỏ mọi người đều bảo là mình rất là hư, mình ăn cắp tiền rồi đấy. Mình như mình nói ở đầu clip của First Line là có những người bạn chơi rất thân với mình, nhưng mà bố mẹ nó thì nó thấy mình hư như thế nên là không cho mình chơi với nó. Mình cũng nghĩ là ok rồi, tại vì cái tuổi thơ nó cũng như thế. Cảm thấy hơi buồn khi mà bạn bè bị kiểu sao nhỉ, mọi người có khinh mình như thế. Nhưng mà khi mà lớn lên, khi mà mình trải qua những cái gì mà mình đã trải qua và bây giờ có được cái thành tựu như bây giờ thì mình cũng rất là tự hào mà. Nên là quá khứ nó không quan trọng đâu các bạn ạ. Quan trọng là chúng ta có quá khứ như thế, chúng ta lớn lên, chúng ta phát triển, để rồi khi mà chúng ta nhìn lại, cái tồn lại trong chúng ta là những cái quá khứ, những kỷ niệm đáng nhớ như thế. Đừng sống với quá khứ mà hãy coi nó là một cái gì đó để chúng ta khi mà nghĩ lại chúng ta sẽ biết ơn. Và thực ra cũng gọi là sao nhỉ, chúng ta sẽ không hối hận vì chúng ta lại có một tuổi thơ quá là dữ dội, có một cái thời trẻ nông nổi tuy là ngu ngốc. Nhưng để bây giờ chúng ta nghĩ lại rất là vui. Anh công an, hôm nay anh ngủ anh kìa. Ngủ anh thật đấy. Dạ ừ. Không ngồi chưa anh? Dạ. Không ngồi chưa? Ngồi chưa? Cháu đang làm đi học bên kia. Dạ. 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 We got time, but no money. But there ain't nobody stopping us. We got bills, but no dollars. But now we don't really give a. No, we don't really give a. Living for that ray of light. Life can be beautiful. Life can be beautiful. Going all the way tonight. Making it beautiful. Acting like there's no tomorrow. Acting like there's no tomorrow. Acting like there's no tomorrow. Acting like this. Acting like this. Ôi, mình thề là mỗi lần đến nhà bác xong mình cảm thấy kiểu như được sống lại. Thực ra thì mỗi lần đến nhà bác trong lúc cái quá trình mà mình được bóp, bác bóp rất là đau, nhưng mà sau khi bóp xong
nó cảm thấy dễ chịu rất là nhiều. Và đặc biệt là trong cái quá trình này, khi mà mình tập rất là nhiều, các bạn thấy là mình tập đây các bài buổi rất là hardcore, tập đến fail rồi tập đến chết, hay kể cả đến lúc mà mình tập cardio rất là nhiều, đúng không, 30-35 phút một ngày trên máy treadmill, xong rồi có thêm 13.000 bước một ngày, cơ thể nhiều khi nó sẽ bị quá tải. Nên là mình đợt này mình rất là muốn kiểu đến đây để mà bác có thể bóp lại cho mình. Thực ra là mình đến với bác thì từ ngày rất là nhỏ, kiểu từ hồi mình cấp 3 mình hay bị kiểu lật cổ chân ấy. Lúc đấy kiểu toàn đến ngẫu nhiên biết đến bác là kiểu một người thân của mình đưa đến bác bóp thử rồi đọc ra màn. Nhưng mà thực sự là khi mà bóp xong ấy, nó đỡ hơn rất là nhiều. À quên, cháu quên giới thiệu ông biết. Đấy, bác giới thiệu người bác để mọi người biết. Bác là Trần Hợp Ngà. À, bác là chuyên chịu cơn đau nhức thoái hóa xương khớp, kể cả là đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm hoặc thùng đĩa đệm, bác đều làm được cả. Ngoài ra thì còn như là không may bị khớp, bị trẹo khớp, nó do quá trình nó bị tổn thương, nó bị trật khớp, thì mình phải cho khớp nó vào. Thì đương nhiên lúc mình cho vào là nó bị tổn thương, nó sẽ đau. Nếu đau xong thì khi nó đã vào được đúng vị trí cũ của nó thì nó sẽ, người bệnh người ta cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng. Và đồng thời mình kết hợp cả thuốc mình buộc vào cho nó tan các cái dịch bị bẩm sinh, từ dịch nó lưu thông đi, thì đương nhiên là nó sẽ hết sưng lên thì nó sẽ nhịn cái vết thương của nó. Thế bác làm ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Đến giờ này là bác làm để được từ năm 2000 là bác ở nhà bác làm. Mười mấy năm rồi đấy. Nói chung là cái nghề này là nghề của nhà, cho nên trước thì đi làm cơ quan nhà nước, xong về mình mới làm. Thực sự thì cái thời gian ngày trước mình cũng kiểu từ hồi mà mình ở cấp 3 khi mà chơi bóng rổ ấy, cái hiện tượng mà mình rất hay lật cổ chân, xong rồi mình ngày trước mình cũng rất nghe rất là nhiều cái, mình lên mạng các forum ngày trước của các forum mình đọc là kinh nghiệm như nào, thì người ta chỉ bảo là về trường đá để đấy ấy. Thì nhưng mà sau đó mình rất là hay bị tái lại, nhưng mà từ khi mà mình đến bác xong ấy, cái cổ chân của mình nó khỏi, nó đỡ rất là nhiều luôn, và nó không bị lặp lại. Chứ không, nếu các bạn là ngày trước bị chơi bóng rổ ấy mà bị lật cổ chân, các bạn chỉ để không ấy, các bạn cứ thử cảm giác kể cả sau một tháng nó lành lại, các bạn sẽ vẫn cảm thấy kén. Nên là đây trong muốn hỏi bác là ví dụ như là nếu mà người ta mà thường bị chấn thương này, không chỉ là cổ chân này, hoặc là nó chấn thương kiểu nhẹ, nói chung là các khớp, các khớp đúng không? Đúng rồi, mà mình giữ, mình không đi chữa, mà mình cứ để đấy cho nó tự khỏi, thì nó dẫn đến cái hậu quả gì được? Đương nhiên là nếu như cái khớp nó bị chật khớp, là cái sụn sẽ bật lên làm cho cái khớp của cái ổ khớp nó cành. Nếu như mình không cho về vị trí cũ lại bình thường thì để lâu thì cái sụn hoặc là cái khớp nó cành, thì cái sụn nó sẽ sơ cứng lại, nó sẽ thành một cái lốt mới của cái khớp đó. Thế thì đương nhiên là nó sẽ khớp mới thì lúc nào đi nó cũng kén, cũng đau, chứ không phải là nó sẽ hết đâu, nó vẫn đau hoặc là trời nó sẽ đau. Thế thì bây giờ đương nhiên cái khớp như thế nó đang thẳng tầng như thế này, bây giờ nó bật lên đúng không? Thế bây giờ bắt buộc làm sao mình phải cho nó về vị trí cũ, có nghĩa là bỏ khớp. Đồng thời mình phải vuốt các cái sụn cho nó giãn đều ra, nó nằm về vị cho cái khớp ổn định về vị trí cũ. Xong mình làm thuốc, các vị thuốc nào mình đắp vào làm cho nó tan các cái dịch bầm tím ở khu vực tổn thương. Thế là mình thuốc ngấm vào dần dần cái dịch nó sẽ tan, lưu thông đi, thì nó sẽ đét lại cái màng khớp. Đương nhiên là màng khớp, cái ổ khớp của mình sẽ ngon hơn, sẽ lâu dài. Thế còn ví dụ như là cái ví dụ mà cháu, ok cháu kiểu không phải bị chấn thương, nhưng mà cháu tập luyện rất là nhiều. À đấy, bác vừa bảo cháu là cháu bị cái sụn gì, cái sụn ở dưới lưng nhỉ? Cái sụn đầu khớp mông, đầu xương khớp mông, là cái này cũng có thể là mình do mình tập luyện nó xoay các cái động tác, các khóa tập, nó làm cho giảm cái sụn, giảm màng khớp đúng không? Thì đương nhiên nó giảm màng khớp, nó sẽ là bị tổn thương thì nó sẽ phải bầm dịch lên, bắt đầu là để lâu, bắt đầu nó làm cái sơ cứng. Sơ cứng thì lúc nào nó đã sơ cứng rồi thì đương nhiên nó sẽ chèn ép. Một là chèn ép thần kinh đúng không, hai là chèn ép làm cho thiếu máu xuống cơ chân đấy, nó là gây lên tê bì đúng không. Mà nếu như chèn ép thần kinh thì nó gây tê nhức, mà chèn ép vào động mạch làm cho thiếu máu của trong cơ thì nó làm cho tê bì cái lớp cơ, lúc nào mình cảm giác mỏi. Thế về lâu về dài thì nó tích tụ lại, ví dụ kể cả không bị chấn thương nặng nhưng mà nó tích tụ lại thì nó bị đương nhiên nó sẽ sơ cứng cái khu vực đấy, thì nó sẽ thành một cái khổ, lúc nào cũng mình cũng bị đau, mới mỏi, khó chịu, thậm chí còn nhức lên nữa.
nó do bế ứ dịch cục bộ. Đấy, qua lời bạn nói thì mình cũng cảm thấy là chắc là trong cái thời gian khi mà mình tập luyện về sức mạnh, tập về strength training, powerlifting ấy, khi đặc biệt các bạn tập bài squat deadlift hay là bench chẳng hạn, khi mà mình đi quá cái range motion của mình, cái khoảng chuyển động của cái cơ thể mà làm cho nó cái dịch khớp nó cong lại không nhỉ, kiểu nó giãn quá ra ấy, thì đấy dần dần nó tích tụ như thế, sẽ bầm dịch, sẽ làm cho sơ cứng cục bộ của khu vực này. Đấy, nên là khi đôi khi mà nếu các bạn tập ấy và các bạn có điều kiện đánh hóa thì mình khuyên là cứ đi thử để đến bác bấm cho khớp. Thực ra bản thân mình cũng nghĩ là mình không bị sao đâu, nhưng mà đến khi bác bấm vào rồi mình mới thấy tê ấy, thề luôn là lúc đầu mình cứ nghĩ là ok người cũng khỏe mạnh không sao, nhưng mà đấy là những cái tổn thương nho nhỏ đấy, thì nó chỉ là mình chưa cảm nhận được đúng không bác, nó sẽ tích tụ dần rồi 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 đấy. Nên thực sự là mình rất là mong muốn nếu các bạn tập luyện thì hãy dành một chút thời gian quan tâm lại cơ thể, kiểu phòng ngừa và ngăn tránh ấy. Chúng ta cố gắng là kể cả chúng ta có bị thương nhẹ này, hoặc là đôi khi mà các bạn tập thấy nặng quá và đôi khi mình lại cảm thấy cơ thể nó bị hơi uể oải hay là có cái dấu hiệu bất thường ấy, thì cứ thử ra xem. Thực ra đây ở đây là địa chỉ là bao nhiêu bác nhỉ? Đây nhà bác là 142 Dương Đình Nghệ. 142 Dương Đình Nghệ. Phường Tân Sơn. Đây là mình không hề quảng cáo gì nhé. Đây là bản thân mình đi khám và mình đã khám với bác từ nhỏ rồi. Nên đây là một cái thông tin rất là hữu ích để mình muốn dành cho mọi người và muốn dành cho mọi người, cũng như là để giúp cho mọi người biết đến bác nhiều hơn, để làm sao các bạn, nếu đặc biệt là các bạn nào lại còn bị thoái vị địa đệm do tập luyện nữa. Rất nhiều bạn thoái vị địa đệm còn bị. Mà thoái hóa là dễ, mà tập luyện mình vặn quá tầm hoặc là mình lên tạ quá sức có thể nó làm ảnh hưởng đến các địa đệm ở sâu thoái hóa. Đấy, hôm nay nhá, mình cho các bạn một cái thông tin cực kỳ quý báu, ít ai biết đến bác, tại vì bác không hay quảng cáo đâu. Hôm nay mình nhắn mãi bác mới quảng cáo rồi đấy, nên là nhớ nhé. Bác bao nhiêu Dương Đình Nghệ thôi nhỉ? 142 Dương Đình Nghệ. 142 Dương Đình Nghệ đến và bác sẽ giúp các bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn tập trong tập luyện rất là nhiều. Thực ra thì đấy, cái tập luyện của chúng ta ấy, nó sẽ thiên về nhiều cái phần cuộc sống và cái phần dây thần kinh rồi những cái khớp xung quanh rất là nhiều. Ngoài phần cơ ra thì phần cuộc sống với phần dây thần kinh nó cũng là những cái bộ phận rất là quan trọng trong cái việc mà giúp cơ thể chúng ta di chuyển, giúp cơ thể chúng ta vận hành. Nên đấy, bấm đúng được những cái huyệt đấy thì thực sự là giúp chúng ta thoải mái rất là nhiều. Mình cảm thấy đấy, như lúc nãy bác sờ các chỗ nào cho đau bác biết ngay đấy. Cơ bản còn cái tay của mình làm nghề, mình sờ và nó còn cảm giác chuẩn đến mức như thế này. Chứ không phải là cứ bóp nhã nhỏ nhỏ là không có được. Bác rất là nhiều, chắc là mình sẽ cố gắng là mỗi tuần mình sang nhà bác một lần. Đấy. Thực ra này, mỗi lần như thế, ví dụ bác bóp như cả người thân như thế thì nó sẽ hết chi phí bao nhiêu? Nói chung như bác bóp một lần này chỉ có hết 100 thôi. Đấy. Chứ còn nếu như phải đắp thuốc thì nó thêm 50 nữa. Đúng rồi. Thì mình nghĩ là nếu mà các bạn, đây là chỉ là khi mà các bạn bóp bình thường thôi nhé, quan tâm với bản thân các bạn. Nếu các bạn tập luyện cực kỳ hardcore như mình, tập luyện cực kỳ chết như mình ấy, thì mình nghĩ là một tháng dành đến 400-500 nghìn dành cho chăm sóc cơ thể ấy, để mà chúng ta gọi là sửa lại cơ thể một chút đấy, thì nó không hề đắt tí nào luôn á. Nên là đây, một cái thông tin cực kỳ hữu ích cho các bạn nào muốn tập luyện. Còn bây giờ này, chắc là mình sẽ về chuẩn bị đi cho cái chuyến đi hành trình về Hà Nội. Bây giờ 4 giờ sáng. Bây giờ mới xong được tất cả các công việc của mình, mới xong được tất cả các chương trình cho khách hàng của mình. Và bây giờ mình sẽ đi ngủ. Và thực sự hôm nay là khi mà xem được video này thì chúng ta đã trải qua một cái buổi trị liệu đi. Trong cái lần mà mình đến nhà bác ấy, thì mình cảm thấy mỗi lần mình ấn xong nhá, các bạn sẽ thấy đau 1-2 ngày, đặc biệt là ví dụ như hôm nay mình sẽ nắn cái khoảng xương sống này thì ngày mai ngày kia nếu mà mình hơi cúi xuống mình sẽ thấy đau. Thực ra nó giống như là cái đau cơ sau khi tập mà thôi, nhưng mà sau khi mà mình đau 1-2 ngày nó sẽ đỡ đau và mình cảm thấy cái phần chân của mình, phần cơ của mình ấy, nó giãn hơn rất là nhiều, không phải giãn mà là nó thoải mái hơn rất là nhiều. Vậy nên đấy là lý do từ tuần trước, đợt trước là mình có đăng lên Instagram thôi, nhưng mà mình từ cái story đấy rất nhiều bạn muốn biết được cái là địa chỉ đấy ở đâu, cũng như là có những gì ở trong cái trị liệu như thế, thì hôm nay mình làm clip cho các bạn. Nên nếu các bạn muốn follow, biết được những gì diễn ra ở cái Instagram của mình, và thực ra là Instagram của mình đi trước rất là nhiều tại vì mình record ngay ngày hôm đấy, thì các bạn hãy follow cái Instagram của mình. Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ đi ra Hà Nội để chúng ta có thể chiến đấu tiếp tục với ngày
Tiếp theo, hình như là cái video mà mình update body cho các bạn là từ video trước rồi. Còn video này chỉ tập trung vào cái việc mà mình cho các bạn trải qua một cái chu trình là hôm nay chúng ta đã biết là bác là ai, ở đâu, chứ những gì. Đấy, có rất nhiều cái hãy tự trải nghiệm cho riêng mình. Và mình thực sự khuyên các bạn là hãy phòng còn hơn chống. Hãy chữa trị những cái vết thương nhỏ để sau này chúng ta không phải đối đầu với những cái vết thương lớn hơn. Và đừng nghĩ là chúng ta kiểu tiết kiệm 1-2 đồng để làm chẳng để làm gì cả. Thực sự đấy, cơ thể của chúng ta mà. Hãy cố gắng đối xử thực sự tử tế với nó. Khi bạn đối xử tử tế với nó sẽ cho các bạn kết quả tốt nhất bằng cách là các bạn sẽ tập luyện không biết chấn thương là cái gì. Và đấy là điều quan trọng nhất trong cái chu trình tập luyện của chúng ta, kể cả việc giảm mỡ này, việc tăng cơ. Và đương nhiên chúng ta sẽ phải đi ngủ nữa. Ngủ đủ cũng là một cái chu trình để mà chúng ta hồi phục rất là nhiều. Oh, đây là mình ngủ ít quá. Nên là mình sẽ gặp lại các bạn ở Sài Gòn. Xong rồi 35 phút. Thực ra là mình nghĩ là 42, gần 45 phút. Để cả đi bộ với đồng cả warm up. Và trong lúc đi bộ warm up với là cái lúc cool down như này, mình sẽ đeo cái này. Hôm nay mình có một chút việc nên mình delay lại cái việc đi Hà Nội một chút. Và không sao, đây. Chúng ta có những cái việc chúng ta bị delay như thế thì chúng ta lại phải tiến hành những cái việc khác. But I don't like it. Nhưng mình không thích nó lắm. Nhưng không sao, video này sẽ kết thúc ở đây. Đây là update cho các bạn body ở bên này. Sáng nay mình vừa check in với coach của mình xong 86.7. Hy vọng trong lượt tới check in với các bạn nó sẽ xuống sống hơn.